Cứ thế này bảo sao xem thể thao toàn thấy các anh quay phim lia máy lên khán đài. Hòa Minzy, Lisa fan bóng đá đích thực, sơ hở là thấy ra sân khoe trăm biểu cảm của Vũ. BTS vì mặc áo lính để mặt mộc vẫn nổi bật, nhưng chưa gây mê bằng G-Dragon. một nữ thần si bít khiến dân mạng suýt xoa vì nhan sắc nàng thơ khi lặn lội sang Pháp xem Olympic. Thể thao cũng như nghệ thuật là niềm đam mê của rất nhiều người, thậm chí cả các ngôi sao trong showbiz. Dù là người nổi tiếng, họ cũng sẵn sàng xuất hiện trên khán đài, hòa cùng mọi người thưởng thức các cuộc đua tranh sôi nổi. Và sự xuất hiện của họ nếu được máy quay tia chúng có đôi khi sẽ trở thành điểm sáng làm cả sân vận động hay hội trường hào hứng hơn hẳn đấy. Hòa Minzy là một mỹ nhân rất mê bóng đá, Cô cũng là người nổi tiếng hay xuất hiện trên sân nhất để cổ vũ, nhất là khi có đội tuyển Việt Nam thi đấu những trận hay giải quan trọng. Hình ảnh nàng ca sĩ ăn mặc rất giản dị, tay cầm cờ đỏ sao vàng hào hứng reo vang, cổ động hết mình trên khán đài đã trở thành hình ảnh đẹp được lan truyền rất nhiều trên mạng xã hội. Người ta yêu thích ở Hòa là sự vui vẻ, là một fan chân chính đi cổ vũ nhiệt tình chẳng câu nệ hình tượng hay danh tiếng. Và đương nhiên với nhan sắc xinh đẹp của mình thì chẳng cần trang điểm cầu kỳ Hòa Di vẫn cứ nổi bần bật thôi. Lisa cũng là một tín đồ thích xem bóng đá, fan đã không dưới hai lần chứng kiến hình ảnh nàng idol đình đám xuất hiện trên khán đài ngồi chăm chú xem những trận cầu hấp dẫn. Từng có lần cô nàng xuất hiện cùng bạn trai tin đồn tại một sân vận động ở Pháp để xem hai câu lạc bộ thi đấu. Hình ảnh em út Blackpink hào hứng sôi nổi cổ vũ cùng mọi người khiến ai thấy cũng cưng. Thần thái, nhan sắc, đặc biệt là nụ cười của Lisa đã đốn tim bao khán giả. Hồi tháng 3 vừa qua, người đẹp lại tiếp tục xuất hiện ở sân tại quê nhà xem Thái Lan và Hàn Quốc thi đấu với tạo hình năng động khỏe khoắn đội mũ lưỡi chai và trang điểm nhẹ lisa hào hứng cổ vũ cho cả hai đội còn fan thì xích xoa trước vẻ đẹp duyên dáng của cô nàng anh chàng vi của bts cũng từng gây náo loạn khi xuất hiện tại sân vận động quê nhà để cổ vũ một trận bóng đá trong nước vì đang đi nghĩa vụ nên vi mặc nguyên bộ quân phục và ngồi xem cùng các đồng đội của mình để mặt mộc hoàn toàn mái tóc ngắn đơn giản cùng với biểu cảm hào hứng cổ vũ chăm chú theo dõi vi thành tâm điểm của cư dân mạng vì quá đáng yêu gương mặt rạng rỡ và nụ cười hiền lành của anh khác với phong cách ngày thường nhưng lại càng nổi bật lên dáng vẻ rắn giỏi và tự nhiên z dragon vẫn mãi là một huyền thoại về khí chất và phong cách. Chẳng cần phải cầu kỳ trong những bộ cánh độc lạ, khi anh chàng để mặt mộc, thậm chí còn lún phún râu, tóc để tự nhiên, mặc trang phục bình thường đơn giản với áo ba lỗ, quần jean, đội nón lưỡi chai tới sân xem một trận bóng đá giao hữu cũng khiến người ta phải chú ý. Thế mới thấy cái phong thái thời thượng của trưởng nhóm Big Bang nó đỉnh tới đâu. Ngay cả khoảnh khắc anh xuất hiện trong khung hình cùng cầu thủ Neymar dù thấp bé hơn hẳn người ta thì anh rồng vẫn chẳng lép vế hơn chút nào. Nữ thần Lưu Thi Thi vừa gây bão mạng khi bất ngờ được phát hiện đang có mặt tại Pháp để xem Olympic cô xuất hiện trên khán đài của một trận đấu kiếm và lập tức thành tâm điểm chú ý vì nhan sắc quá nổi bật và khí chất nàng thơ thanh lịch gây mê chị đẹp này không mặc váy áo lộng lẫy cũng không trang điểm cầu kỳ chỉ mặc bộ trang phục đơn giản tóc buộc nửa duyên dáng nhưng vẻ đẹp thanh lịch vẫn khiến người đối diện không thể rời mắt nhìn hình ảnh không qua chỉnh sửa vẫn đầy chất thơ danh hiệu mỹ nhân mà khán giả dành cho lưu thi thi là quá xứng đáng cô được ví như một làn gió mới chỉ vô tình chạm mặt cũng có thể lay động trái tim bất cứ ai